Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên, nhận những cái like, những cái video sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ vào trong một cái con game là Lemuria. Và có cái tên cũ đó là Lost Container nha anh em. Vì là một cái phiên bản mới nó đã chuyển qua một cái tên là Lemuria, nó hơi lạ chút xíu, nhưng mà cái nền tảng thì nó cũng y chang như kỳ rồi thôi, nó nâng cấp lên một chút xíu. Thì cái clip vừa rồi mình đã quảng cáo một cái con bet UG của một cái season mới, và tiếp tục hôm nay mình sẽ quảng cáo review cho anh em một cái win của một cái phiên bản mới nhất ngay thời điểm hiện tại. Và nói tới đây thì cảm ơn anh Thanh đã hỗ trợ một cái ad để mình vào trong đây mình review một cái win 5 và review tổng quan một cái set đồ của một cái ad mà tầm cỡ nó sẽ như thế nào nha anh em. Ở ngoài màn hình các anh em thấy là khi giới thiệu ở trên những cái nhóm, những cái group thì các anh em thấy cái cánh nó rất là thô, rất là cứng. Còn khi mà chúng ta đã mặc lên được người của nhân vật rồi, các anh em thấy nó mềm mại và nó cực kỳ là sắc nét. Các anh em thấy là bán đồng tiền bát gạo lắm nha anh em. Mình sẽ vào trong game review chi tiết hơn một chút xíu nha. Hiện giờ anh Thanh thì cũng có một cái con bet UG, nhưng mình sẽ bỏ con này xuống nha anh em, cho nó đẹp nhất có thể. Khi mà nó mang một cái cánh năm như gì, các anh em thấy nè, nó cực kỳ đẹp không? Nó đẹp hơn cái cánh kỳ gòi rất là nhiều nha, rất là tuyệt vời luôn. Thì anh em xem tới đây có cảm giác và ý kiến ra sao về cái win này, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video để góp ý cho kênh nha. Thì mình vào mình cho anh em xem tổng quan qua một lượt một cái ạc có tầm cỡ của một cái gui bên mình. Đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta vào trong đây là một cái win, một cái win 5 mang chỉ số phép thuật là 1525, phòng thủ là 1764 và sát thương 67%, hấp thụ sát thương là cũng 67% luôn. Trình độ đỡ yêu cầu mặc được cái win này là 1200. Ở dưới là cái win này hiện tại thì nghe một số thông tin nói mặc định là không có cái dòng lúc nha anh em, nên khi mà ép lên cao thì các anh em cực kỳ tốn kém khi không có event tăng tỷ lệ phần trăm. Còn hiện giờ các anh em khi mà cộng 9 bước qua cộng 10, đồ anh em không có lúc, anh em không có bùa trao, anh em không có glow win, thì các anh em khó có thể nào mà nâng cấp lên cao được. Vì nếu mà ở giai đoạn như gì có những cái win lúc và các anh em có thể là nâng cấp lên cao, ngay thời điểm hiện tại nó đã cộng 9 nhưng mà cái lượng đam của nó gấp đôi những cái win 4 rồi. Rồi các anh em thử nghĩ nếu mà nó cộng 15 hoặc là 20 nữa thì những cái win 4 full 8 thì nó sẽ là lạm phát ngay. Ở ngay thời điểm bây giờ những cái win 4 full 8 bây giờ cũng còn giá trị, nhưng mà một số anh em tranh thủ xả với nhau để hưởng ứng phong trào cái win 5. Vì thằng này nó chỉ có cộng 9 thôi mà nó hơn cái win cộng 15, hẳn win cộng 20 là gấp đôi đam rồi. Thì hiện tại bây giờ nếu mà cộng lên 15 thì anh em phải đầu tư khá là nhiều vào để mới nâng cấp lên được 15. Thì cái win này cho chúng ta 3 dòng thuộc tính hoàn hảo là được 3 hộp, một cái NE nè, một cái là sát thương xúc sắc là Excellent Dam, gặp te là 13%, ở dưới là cái mana. Thì ở trên NE thì mình cũng cần đi cho pháp sư nè, và một cái đam xúc sắc, nếu mà có nhân hai đam cái nữa thì nó sẽ rơi vào một cái tầm đứng khác nha anh em, không phải mà cái tầm đứng dưới mà nó sẽ là một cái tầm đứng cho nó cao chút xíu. Đấy, một cái win mà chưa thấy anh đập dòng like à. Hiện tại là dòng like hình như nó bị bỏ rồi anh em ơi. Mình vào trong đây mình xem lại, mình nghe nói cái dòng like là bị bỏ rồi. Mình vào trong đây nha. Quả thật là dòng like bị bỏ nha anh em. Là cái phòng thủ thêm nha. Anh em có để ý là cái dòng like có bị bỏ không? Lúc trước mình vào mình thấy, ủa sao cái dòng like của mình, nếu mà ở nằm trong vũ khí thì là nó sẽ tăng đam, còn nó nằm bên set đồ thì nó sẽ tăng thủ. Các anh em thấy nha, thì nó sẽ mất cái dòng like. Qua bước qua cái set đồ thì mình sẽ review một chút xíu. Đây là một cái set đồ 1K4 có cái tên là Oppo, rất là dễ thương. Thì các anh em thấy là phòng thủ nó mang cho mình là 595 khi cộng ở cái mốc là 20, và yêu cầu trình độ là 1400 nè, nhanh nhẹn là 276. Thì anh em thấy là ở đây ảnh đã ép là cái dòng test B là được 3 dòng thuộc tính thêm. Ở đây một cái dòng NE maximum HP và ở dưới là một cái dòng thủ. Ở đây là tất cả chỉ số. Thì thường thường ở đây người ta nói là start 7 hoặc là start 15. Thì các anh em thấy là nếu mà cộng 7 thì đâu có thể nào cộng bằng 15. Nói cũng thừa nhưng mà phải nói nha. Nhiều khi cái set đồ các anh em nhìn vô không kỹ, set đồ nào mà tất cả những cột cộng lên 15 thì nó sẽ cao hơn cái
đồ cộng 7, cái đó là đương nhiên anh em. Và tùy theo cái dòng thuộc tính, hiện tại bây giờ không biết là nó bị lỗi hay là admin bỏ qua cái dòng là tỷ lệ HD, thì mình vào mình thấy mình BK là mình quánh là một phát một ăn luôn. Lúc trước cái con WinMager của mình nó rất là cùi, mình đam không thể nào mà vào nổi những cái anh mà DK cao hoặc là những anh đất quay cao hơn mình. Còn bây giờ mình solo thì mình có thể là one hit được. Lúc trước anh em thấy không, cái con của mình thì nó cũng khá là ok với anh em, nhưng mà quánh toàn là mid không. Còn bây giờ thì quánh bỏ qua luôn một cái HD, nó sẽ vào trong một cái giáp trụ và đi thẳng vào trong máu liền luôn nha. Thì hiện tại HD bây giờ được xem là phế luôn nha anh em. Không biết cái đó là lỗi hay là AD bỏ thật. Nếu mà AD bỏ thật thì những class khác là có thể là vươn lên lại. Như ví dụ là anh Nakin có thể vươn lên nè, Gum nè, hoặc là Slay. Tất cả những con class đều có thể BK hết. Vì những con class đó tuy là đam nó nhỏ nhưng mà bỏ qua cái lượng HD rồi thì ai cũng có thể quánh vô giáp trụ, ai cũng có thể quánh vô HP hết. Một cái điểm thưởng may ở trong vũ khí cũng có và ở trong set đồ cũng có luôn. Cái này là mắc rồi anh em. Set đồ này hầu như là không còn cái gì để nâng, chỉ còn nâng lên một cái set là Lightning đó thôi. Cái set Lightning đó là cái set Gu M nha. Nếu hiện tại nằm ở Gu M mà không có sự kiện để cho anh em ép đồ thì nó không bằng cái set là Oppo cộng 20. Tại vì Lightning mà nó tầm ở cộng 9 hoặc là cộng 12, 15 á, thì nó có nhích nhỉ hơn thủ chút thiếu thôi. Còn cái lượng đam thì không có đâu. Set đồ trên người này là ALL 5 in 1 của cái bộ set là Oppo Liver là 1400. Các anh em thấy nè, cũng là up test B 3 dòng và tất cả những cột cộng lên 15 cũng có dòng HD. Thì hiện giờ chắc có lẽ là anh em sẽ trao ra một cái up Harmony khác. Tại vì nếu mà HD nó đã bỏ những cây vũ khí HD mắc mỏ, hiện giờ sẽ cho vào trong quên lãng. Còn những bộ đồ anh nào mà ngày đêm để gõ ha thì những bộ đồ đó sẽ cũng vào trong quên lãng nữa nha anh em. Lúc trước thì cái dòng HD nó cực kỳ quan trọng. Công của anh em thức ngày thức đêm thì sẽ đổ sông đổ bể hết. Mình sẽ cho anh em xem một lượt, cũng là cái điểm mai lên 125 luôn. Nhìn cái set đồ là không biết anh em cảm nghĩ ra sao, còn cảm nghĩ của mình hiện giờ nó tê hơn là con TT nữa nha anh em. Khi mà chạm tay vào được những cái set mắt pin như vậy á thì nó cực kỳ sướng. Dù muốn dù không gì nó cũng vẫn khỏe nha anh em. Và theo mình nếu mà bỏ HD đi thì mình sẽ demo cho anh em nè. Một cái dòng này thì mình cũng vẫn lấy nè, chuyển 10% MB thành HP. Và cái dòng này là giảm sát thương. Và ở dưới đây nữa các anh em lấy cái dòng gì không? Lấy dòng phòng thủ, mát dòng phòng thủ cộng 50 thì mình thấy là nó sẽ đẹp hơn cái HD. Tại hiện giờ HD nó không còn quan trọng anh em. Quánh là nó sẽ vào thẳng trong giáp trụ, nó vào thẳng trong máu luôn. Nó không còn mà cả một cái bộ giáp của HD nữa. Thì cái dòng này thì chúng ta chuyển qua bên phòng thủ 50 thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều luôn anh em ạ. Và tiếp theo là một cái quần đùi này, xem sao cũng là cái điểm thưởng mai 125 luôn. Quá sướng anh em ạ. Cái tay cũng vậy luôn nha. Đây, điểm thưởng mai 125. Và tất nhiên là cũng là cái up test B này cũng ba hộp, cực kỳ là ngon. Tiếp theo là lấy cái giò đây. Một cái giò này là một cái giò hiếm nha anh em. Một cái giò là DD7 nha. Ở đâu mà lọt được cái giò up đây. Đây là những cái mà làm mưa làm gió ở một cái thời gian tầm khoảng là nửa năm đảo về trước. Những set đồ DD7, cây vũ khí mà có cái dòng HD 10 hoặc là 15% là vua, là chúa. Còn bây giờ á, không có là vua là chúa được nha anh em. Bây giờ á là không có thở nổi. Tại bây giờ người ta bỏ HD rồi, đâu có thở nổi. Ở đâu mà ảnh còn được một cái chân nè anh em. Một cái chân là tăng giảm sát thương nè, 7%. Đây là một cái up ha cũ nha anh em, chứ không phải cái up ha mới đâu. Up ha này up ha cũ nha. Quá tuyệt vời với một cái set đồ. Chúng ta bước qua một cây vũ khí. Cây vũ khí của anh ấy được gì? Cây vũ khí của anh ấy là hiện tại một cái dòng test B cho chúng ta là NE, một cái dòng là đam và maximum đam. Không còn cái gì để lấy thêm. Ở đây là một cái dòng ha cũng rất là đẹp luôn, một cái dòng là tăng giảm HD 10% sát thương phép. Hầu như là cái dòng ha này là mắc pin luôn anh em. Mắc pin 99%, nó chỉ là còn 1% ở cái dòng này. Nếu mà dòng sát thương phép này nó ở chế độ là 80 là nó sẽ mắc pin 100% nha. Tạm thời thì nó chỉ ở chế độ là 99% thôi anh em à. Nói tới đây chắc nhiều anh em ngứa tai lắm nha. Ở một cái dòng S3 up hoàn hảo thì cho chúng ta những cái dòng random. Nhưng mà những cái dòng đó ở một cái thời gian trước là chúng ta có thể là dùng milestone, những cái viên ngọc để chúng ta khảm sửa đổi cái dòng được. Thì ở đây là một cây vũ khí nó đã mắc pin. Ở đây là sát thương pháp sư cộng 80.
Rồi sát thương pháp sư tăng 2,8 cấp độ 20 và tỷ lệ hoàn hảo 10%, thì không còn cái gì để nâng lên nữa, không còn cái gì để sửa nữa, chỉ còn một cái là nâng lên vũ khí của Apple thôi anh em. Trông chờ những cái vũ khí Apple và set của Lightning, nếu mà ảnh có sở hữu được thì mình sẽ mạo muội xin vào để review tiếp cho anh em luôn. Tiếp theo đó là một cái khiên, ở đây ảnh đang chơi một cái khiên socket nha anh em, cũng là một cái dòng test B luôn, ba dòng, một cái dòng là anh ghi, một cái dòng là ba xe là maximum SD. Ở đây SD này á thì nó cũng chưa có gọi là max pin, cái này là chưa gọi là max pin nha anh em, nhưng mà không sao, tại lấy được cái dòng SD và cái dòng 10% MB thành HP là cũng đã đẹp rồi. Ở đây là bổ sung tỷ lệ phòng thủ cộng 20, có cái gì đó nó sai sai anh em, sao cái này nó còn, cái này nó không còn nè. Ở đây là ảnh đang xài một cái khiên là 3 socket ở một cái lever 8, lever 9 và lever 10. Ở đây là nước, nước và nước, ba cái hệ nước nha. Tăng giảm sát thương 11%, tăng bảo vệ khiên và tăng tỷ lệ là phòng thủ thành công. Bởi vậy vì sao mà những anh top mà mình quánh không vô là gì đó anh em. Đồ gì nó cũng cao, đồ gì nó cũng whip. Tiếp theo là anh ta dùng một cái band có tên là Liga, hiện tại là band Liga chỉ thua band Liber 2 thôi. Band Liber 2 và thêm một cái thuộc tính là bảo vệ SD nữa thì nó whip. Nhưng bây giờ những cái band bảo vệ SD nó không biết sẽ đi về đâu và ai sẽ chứa nó nữa đây, cực kỳ đắt đỏ. Nếu một cái band Tagam ở hệ Liga này tầm khoảng là 20k, còn thằng kia nó phải từ 30 tới 45k, cái đó là mình đã có review chia sẻ cho anh em rồi. Ở đây là ảnh đi theo một cái hướng là BQM. BQM là đi farm đó anh em, còn BQB là để đi BK nha. Cái gì cũng full hết. Các anh em thấy chưa, cái gì cũng full hết mà sao ảnh không lấy HP mà ảnh đi lấy SD nhờ. Đúng ra cái này là phải lấy HP chứ, nhưng mà như gì cũng đẹp rồi anh em. Cái dòng SD này thì để đi BK thôi. Còn nếu mà trừng phạt mình đi bên HP cái nữa thì thôi. Tại vì đách quay, lúc trước đách quay mình chỉ dùng cum đum thôi anh em. Sau này không biết anh em binh biến lại làm sao mà đách quay lại trụng cái Liga thì mình cũng chưa biết. Ở đây ảnh có một cái con cáo, một cái con pho. Con pho này thì nó cũng đã lên mắc pin này. Ảnh chơi hàng toàn là đồ mắc pin hết, nó rất là sướng nha. Mình sẽ bỏ con UG lên lại. Thì hiện tại con UG bây giờ khi mà anh em bước lên một con UG cảm giác như là nó di chuyển linh hoạt hơn những con khác. Cái đó là mình nói thật nha anh em, chứ không phải mình nói đùa đó. Mình di chuyển bằng cái con UG mình thấy nó ổn ỉn nè, mình thấy nó to hơn. Nhưng mà mình thấy là có một cái phần nào đó nó di chuyển là lẹ hơn những con khác. Các anh em thấy là tốc độ di chuyển của nó rất là lẹ hơn. Có một chị sum đang đi kè kè với nhau đây. Đấy, nếu mà ép được một cái dòng cho nó tăng thêm 25% tốc độ di chuyển cái nữa thì thôi, không có ai mà chạy lại nó đâu anh em. Nói gì nói, đeo một cái win như gì lên thì nó cực kỳ là sang trọng anh em. Ở một cái giai đoạn mới, một cái phiên bản cực kỳ mới, mới update tầm khoảng là 3 ngày, 4 ngày thôi mà anh đã sở hữu được một cái win whip luôn. Tại Dash Y là một class quyền thoại, một đứa con cưng của web gen. Nhưng mà mới ra anh đã có một cái win liền, anh đeo lên. Thì các anh em thấy là anh rất là chịu chơi và chịu chi nha. Và video clip review một cái ạc whip của một cái gôi Bullet Việt Nam của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.